yêu nhau cho đớn đau hàng sống trong thị xa. Có những vết thương còn để lại đời ta dày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu còn bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết. Tim chơi với theo thời gian có nhịp vang anh giờ thầm chết trong em. Yêu hai gieo khổ đau và chào bác quay trở lại cái xa lìa nhau. Mỗi đứa một phương trời để lại niềm đau. Người đã xa khuất rồi, ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữ những nỗi đau còn. Chào bạn quay trở lại kênh YouTube của Mario. Trở lại ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến các bác một cặp loa cây loa cột cũng đã được trước đây thì em đã từng về một cặp loa cột, đó là cặp monitor audio silver 6. Thì hôm nay em về thêm được một cặp, là cặp monitor audio silver 10. Các bác chờ một chút để em cho nhỏ cái âm thanh đi nhé. Bởi vì là do là cái khoảng cách hơi xa giữa cái điều khiển và cái tivi nên là nó bắt sóng không được tốt lắm, để em cho nhỏ cái âm thanh của tivi xuống đó, cái điều khiển của cái hộp tivi, hộp bóc tivi. Thì ngày hôm nay em trở lại với các bác một cái loa đôi loa cây mang tên là Monitor Audio Silver 10. Đây là một cặp loa cây rất đẹp các bác nhé, chất âm rất là hay. Bởi vì monitor thì trước đây em đã từng về cặp Silver 6 thì nó rất hay rồi. Hôm nay về một cặp loa monitor Silver 10. Cặp này cao cấp hơn. Cặp này thì đẹp hơn cặp trước ở một chỗ, đó là nó có đầy đủ e-cang. E-cang thì em đang để đây. Đó, full box nhé, e-cang đây các bác nhé. Đó, và full box. Thì rất xin lỗi các bác là cái cặp loa này em không làm clip đập hộp được, mà thực sự là nó quá nặng. Nó nặng do đó là nhiều khi muốn làm clip đập hộp mình em vừa quay vừa bóc hộp cho các bác nó không thể làm được. Do bởi vậy là hôm nay em đã bóc sẵn ra đây, mở sẵn ra để các bác có thể chiêm ngưỡng và cùng cảm nhận cái chất âm của nó. Một cặp loa hai đường tiếng. Thì trước khi vào hình thức của nó thì em sẽ cho các bác biết qua một chút thông số của nó. Đây là một cặp loa cao 1m107cm và chiều ngang bề ngang là mỗi một bên là 30cm, sâu là 36cm. Đó là thông số của hãng. Và cặp loa này mỗi một loa là maximum đánh được là 250W. Tuy nhiên là hãng người ta đã cho một cái thông số, một cái âm ly mà âm ly hợp lý để các bác có thể sử dụng nó là từ 80 cho đến 80 đến 200W. Thì theo em là một cái âm ly hợp lý để các bác có thể đánh được, đó là các bác nên dùng một cái âm ly khoảng tầm một cái âm ly khoảng tầm 100 đến 200W, 150 đến 200W.
thì nó hợp lý hơn, phù hợp hơn là các bác chơi âm ly bằng nó. Bởi vì thực tế là khi mà các bác dùng cái âm ly mà công suất bằng với công suất loa ấy, thì âm ly người ta thường sẽ làm dư công suất các bác nhá. Âm ly họ sẽ làm thường làm dư công suất, do đó khi mà nếu mà âm ly bằng công suất của loa ấy, thì nó sẽ nhiều khi đánh khoảng tầm 80% âm lượng ấy, thì nó có thể làm ảnh hưởng đến loa. Do đó là em khuyến khích các bác nên dùng những âm ly có công suất nhỏ hơn loa. Đấy, thì khi các bác mở to ấy, thì các bác vừa nghe được độ căng, mà các bác âm ly vừa làm việc được thoải mái, mà không loa của mình cũng được bảo vệ. Nên không nên dùng âm ly bằng công suất của loa quá nhá. Nên dùng âm ly nhỏ hơn một chút. Con này 250W một cây thì em nghĩ các bác dùng cái âm ly công suất khoảng tầm 200W một kênh đổ lại là hợp lý. Khoảng 150W cũng được, cũng vô tư. Bởi vì nhiều khi mình cũng không thể nghe to hết công suất nó đâu. Mình chỉ nghe được khoảng tầm 80-70% thôi của loa thôi. Là vừa đạt độ hay mà vừa đạt độ tinh tế. Chứ đánh loa mà khi mở quá sức của nó, tức là bằng sức công suất lớn nhất của nó ấy, thì nó có thể ảnh hưởng đến màng loa và chất lượng âm thanh bị giảm đi các bác nhá. Đó, đây là cái khuyến cáo của em khi các bác chơi loa, các bác nên dùng âm ly công suất nhỏ hơn loa, còn nhỏ hơn vừa phải thôi chứ không nên nhỏ hơn quá. Quá không tốt, mà chúng ta nên nhỏ hơn vừa phải, khoảng tầm bằng 70-80% so với loa là hợp lý. Ví dụ loa 200W thì các bác nên dùng âm ly khoảng tầm 150W là hợp lý các bác nhá. À ok, thì chúng ta làm man một chút ở bên ngoài cái câu chuyện là chúng ta ghép âm ly nào cho hợp. Thì ở đây thì em đang có một cái receiver em đã ghép sẵn bên loa. Quay lại gần một chút cho các bác quan sát nhé. Đây, đôi loa cuộc rất đẹp. Đấy, rất đẹp. Một cặp loa 3 đường tiếng thì có tới 2 đường là đường bass, một đường mid, đường chép. Đó. Chép này là chép đôm mềm mà kích thước là 2.5cm. Ở bên ngoài được bảo vệ bằng một cái lớp kim loại như này. Đó. Đây là giải mid. Giải mid này thì kích thước nó là 10cm và đã được hãng thông báo là nó có được bổ sung một cái cuộn monitor và cuộn âm, do đó nó giảm được cái độ méo tiếng là tối thiểu, không nhá, giảm độ méo tiếng tối thiểu từ cái đường mid này. Bass là bass 20cm, hai đường bass luôn. Đó, nghe rất đã, nghe rất là chi tiết đầy đủ âm thanh. Khi mà em mở một đoạn nhạc acoustic vừa rồi các bác nghe thì các bác có thể thấy là nó rất là trong này, rất là sạch. Đấy là cái cảm giác của em. Mặc dù khi nghe đôi loa khác thì nó không thể làm như thế đâu. Ở bên ngoài cái loa này được làm bằng gỗ MDF nhé. Mà cái độ chiều dày của gỗ ấy là 2cm, tức là 20mm, rất dày. Cân nặng của mỗi một loa là 26 cân các bác nhá. Do đó khi các bác để ở trong nhà nó sẽ cái độ cố định nó rất tốt. Và cái sự cố định càng tốt, càng cứng, càng vững chãi, càng cứng rắn bao nhiêu ấy, thì âm thanh của nó càng ổn định. Khi mà nó di chuyển ra, nó dội ra ngoài ấy, thì âm thanh rất ổn định. Đây là cái, và càng âm thanh ổn định thì âm thanh càng hay, chứ nó có dao động thì nó sẽ làm cho cái sóng lên, nó đập lên đập xuống và nó không ổn định âm thanh, không giữ vị trí dội ra. Đấy, đơn giản là cái chiều dày của cái loa này cũng rất là hay này, là 2cm rất là dày, và do đó là tiếng nó cũng rất là vững chãi về âm thanh, độ ổn định rất là cao. Ở mặt sau bác nhá, quay mặt sau bác xem. Đây, mặt sau đây có hai đường thoát hơi để cuộn, để dội âm thanh ra về phía sau, âm bát ở phía sau, và cái bắp chuối nhé, bắp chuối được mạ vàng tiêu chuẩn, cả hai bắp chuối được mạ vàng tiêu chuẩn. Thì ở đây em dùng một sợi dây bắp chuối. Đấy, ở bên trong này thì hãng công bố là tất cả các cái dây bên trong này được mạ vàng hết, coi nhá, mạ vàng hết. Đấy, thì một đôi loa cột như thế này ấy, ở hãng đang bán là hơn 42 triệu 43 triệu, thì các bác liên hệ với em để các bác mua với giá rẻ nhất, em khẳng định rẻ hơn rất là nhiều, chỉ với 30 triệu thôi, được bao ship đấy, 30 triệu sản phẩm được ship cho các bác, bác làm sốt nhanh sản phẩm được ship luôn. Đấy, thì cái video này của em thì hôm nay thì chủ yếu là giới thiệu các bác hình thức của nó. Quên mất là ở dưới nó có một cái chân đế nữa, cái chân đế này ở dưới này các bác nhé. Chân đế thì nó sẽ dùng bốn cái đinh thì nó sẽ giữ cố định ở bốn góc để cho nó giữ cái sự cân bằng của loa. Tuy nhiên là các bác về thì cái đinh này nó có một cái ưu điểm, đó là nó sẽ tán âm tốt, nhưng mà ngược lại là nó sẽ hơi ảnh hưởng đến cái nền nhà một chút, là khi mà cái đinh nó nghiến vào nền nhà như nền gỗ của em này, thì các bác có nhiều khi các bác di chuyển đi mà các bác kéo đi thì nó dễ nghiến xuống nền nhà. Thì các bác về mà các bác dùng, các bác nên kiếm thêm một cái chén hứng nữa, cái chén hứng chỉ bằng này thôi, các bác đặt ở dưới cho cái đinh nó đặt vào thì nó sẽ vững chãi hơn, và nó cái độ nó sẽ bảo vệ cả cái nền nhà của mình nữa. Đấy, đấy là cái lời khuyên của em các bác. Thì ok,
thì cái cặp monitor audio Silver 10 này, bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em qua số 0964801493 các bác nhá. Chỉ có một cặp thôi, một cặp thôi nên các bác nhanh tay, rẻ hơn rất là nhiều khi các bác mua ra ngoài hãng các bác mua. Thì từ lâu lâu em mới săn được một vài cặp nào mà nó sale được một giá rẻ, giá tốt ấy, thì em mới đưa về để em giới thiệu với các bác thôi. Thì cái video này của em ấy xin phép dừng lại tại đây. Các bác quan tâm đến sản phẩm này, monitor audio Silver 10. Trước đây đã một bác dùng monitor audio Silver 6 nó khen hết lời rồi, khen nó rất là hay. Thì Silver 10 em nghĩ là còn hay hơn nữa, hay hơn rất là nhiều so với Silver 6. Đấy, và các bác cảm ơn các bác thời gian qua đã ủng hộ cũng như là theo dõi kênh của em. Thì nếu các bác cảm thấy cái video này hay hay là nó hỗ trợ cho các bác ấy, thì các bác có thể ủng hộ em bằng cách là các bác có thể đăng ký kênh của em để em có thể có thêm nhiều cái động lực để em lấy thêm sản phẩm mới về, những sản phẩm chất lượng về để giới thiệu cho các bác. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo các bác nhé.